Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Mình là Duy Phạm. Và bên cạnh mình đây, chắc anh em đã đoán được một phần là chiếc Dell G5 SE của năm 2020 với mã là Dell G5 5505. Thì điểm đặc biệt của chiếc máy này SE thì chiếc máy này sẽ sử dụng full CPU và card đồ họa của AMD. Và trong mức giá chỉ từ 21 triệu cho phiên bản sách tay thì chúng ta sẽ được khuyến mãi một cục sạc cực kỳ to trong tầm tiền. Và cục sạc này có thể nói là cục sạc 240W to nhất mà mình từng được thấy. Vậy thì nó có bật mí một chút là chiếc máy này có một hiệu năng cực kỳ mạnh. Và hiệu năng thực tế của chiếc máy này ra sao? Thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc Dell G5 SE này. Và đặc biệt những cái điểm khác như là về hệ thống tản nhiệt của máy, về ngoại hình hay là về những yếu tố khác bên ngoài của chiếc máy. Liệu chiếc Dell G5 SE này có khác gì chiếc Dell G5 phiên bản bình thường mình đã từng review hay không? Thì bây giờ mình và anh em hãy cùng tìm hiểu về chiếc Dell G5 SE 5505 này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo mẫu Dell G5 SE này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì bắt đầu video thôi. Và quay lại với chiếc Dell G5 SE này thì mình sẽ nói về cục sạc đi. Tại sao chiếc máy này phải sở hữu cục sạc 240W? Thì trong cấu hình chiếc máy này sử dụng Ryzen 5 4600H với 6x12 luồng, xung nhịp tối đa là 4.0GHz. Nhưng đấy không phải là nguyên tố chính khiến cho chiếc máy này có cục sạc to như này, mà là card đồ họa RX 5600M. Đây là một card đồ họa trung cấp của AMD để cạnh tranh trực tiếp với cả card đồ họa 1660T hoặc là 2060 của Nvidia. Chính vì thế là chiếc máy này sở hữu cho mình một chiếc card đồ họa tầm trung, vậy nên là cục sạc to này đấy. Đó là về câu chuyện lý thuyết. Thì câu chuyện thực tế của cái chiếc máy này thì sao? Hiệu năng của chiếc máy này thì có thể gọi là sánh ngang với card đồ họa 1660T khi RX 5600M cho những setting cao nhất ở độ phân giải Full HD, nhưng chiến vẫn là ngọt và thậm chí là có thể ngang ngửa với cả card đồ họa 1660T, thậm chí là vẫn vài tựa game có như là Call of Duty Modern Warfare hay là kể cả là Shadow Tomb Raider, thì những cái tựa game này RX 5600M hoàn toàn có khi còn nhỉnh hơn nữa. Thì nói chung là trong cái tầm giá 21 triệu này cho một chiếc máy sách tay đến từ một thương hiệu như Dell thì đây là một trong những cấu hình phải gọi là ngang ngửa với cả Core i5, Core i7 cùng với 1660T rồi. Vậy thì tính ra là chiếc máy này có cấu hình quá tốt trong tầm tiền là 21 triệu, mà đặc biệt đến từ thương hiệu lớn nữa. Thì rõ ràng là nếu mà so với cả Evo Gaming 15 thì chiếc Evo Gaming 15 cũng không có cửa đo với chiếc máy này. Và tóm cái váy lại là chiếc máy này là một chiếc máy có cấu hình rất ăn sổ trong tầm tiền. Và anh em có thể tiết kiệm được 10 triệu, có thể gọi là 10 triệu trong tầm tiền này rồi, so với cả một chiếc Dell G5 sử dụng Core i7 với cả 1660T. Ok, đó là tóm gọn về chiếc máy này và hiệu năng cực kỳ mạnh của card đồ họa RX 5600M. Nhưng tất nhiên rồi, hiệu năng cao thì đánh đổi cho một mức nhiệt độ cũng tương đồng như theo. Khi mà chúng ta có mức nhiệt độ của CPU khá là cao và khoảng là 85 cho đến 100 độ. Và đây sẽ là điểm cho anh em phải đánh đổi, tại vì là chiếc máy này tiêu thụ card đồ họa và CPU ở mức rất cao, đặc biệt là CPU với mức tiêu thụ khoảng là 80 cho đến 100W điện. Mình khá là băn khoăn là không biết có cách nào để khắc phục không. Thì mình vào phần mềm của hãng thì phần mềm của hãng không giúp ích được gì quá nhiều cả. Thì mình sẽ phải sử dụng một phần mềm bên thứ ba. Và giải pháp cho anh em ở đây là sử dụng phần mềm bên thứ ba với tên là Ryzen Controller. Thì phần mềm Ryzen Controller này anh em chỉ cần tải xuống và sử dụng cài đặt một cách rất là bình thường và dễ dàng. Và nếu anh em có một chút gì đó gọi là hơi băn khoăn một chút thì mình sẽ làm một video chi tiết để giảm nhiệt cho những chiếc laptop gaming sử dụng CPU AMD nhé. Vì những video trước đây thì chỉ giảm nhiệt cho CPU Intel thôi, chứ nhiệt của CPU AMD thì thường mát quá, mình không muốn làm. Nhưng chiếc máy ở đây đặc biệt ở chỗ là nhiệt độ khá là cao. Và sau khi thì mình sử dụng cái phần mềm là Ryzen Controller này thì mình để mức nhiệt độ tối đa cho phép là khoảng 80 độ thì nó phản hồi ngay lập tức và nhiệt độ của máy lúc này là đúng dưới 80 độ thật. Và trải nghiệm chơi game của mình vẫn hoàn toàn tốt, FPS vẫn cho ra rất là đều và không bị tụt một chút nào cả. Thì nói chung là hãng cho được tung hiệu năng ra là tốt, nhưng mà thực sự nó hơi quá mức cần thiết mà mình cần. Ok, và đó là câu chuyện về nhiệt độ của máy. Và anh em muốn tăng cái chế độ quạt gió trong chiếc máy này cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần ấn FN và nút G là lúc này quạt gió của chiếc máy sẽ thổi khá là mạnh. Nhưng mà nói chung là nếu anh em cắm sạc vào thì lúc này quạt mới kêu to. À đây, quạt kêu to luôn này. Đấy, quạt đã kêu bắt đầu to rồi đúng không? Nói chung là về tản nhiệt chiếc máy này mình đánh giá ở mức là tròn vai trong tầm tiền, chưa thể gọi là quá xuất sắc được. Và anh em hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm bên thứ ba để tối ưu chiếc máy là sao đúng với nhu cầu sử dụng của mình nhất nhá. Ok, và đó là về hiệu năng của máy. Và mình cũng khá là băn khoăn là không biết trong chiếc Dell G5 tắt quạt hơi ồn thì khả năng nâng cấp của máy thì sao. Mình cũng khá là băn khoăn bên trong chiếc Dell G5 này liệu là khả năng nâng cấp của phiên bản đặc biệt này có khác gì so với phiên bản bình thường hay không. Thì bây giờ hãy cùng mở máy và xem bên trong chiếc máy này nhá. Ở bên trong chiếc Dell G5 SE này
thì chúng ta sẽ có 2 khe RAM với bus 3200 được lắp dual channel cực kỳ là ngon luôn. Ngoài ra thì ở đây chúng ta đã có sẵn là một khe M2 NVMe được lắp SSD là loại 2230. Anh em hoàn toàn có thể lắp lại full size là 2280 và đặc biệt là nâng cấp được 2 khe để chạy RAID cực kỳ ấn tượng luôn. Cùng với đó là ở đây chúng ta sẽ có khe 2.5 để anh em nâng cấp HDD hoặc là SSD nữa. Nói chung là trong tổng cộng là chúng ta có 3 khe nâng cấp bộ nhớ. Về pin của máy thì chúng ta có khoảng pin là 51Wh, thế nên là cho thời lượng sử dụng vào khoảng là 3 tiếng là tối đa, không quá là ấn tượng. Về hệ thống tản nhiệt của máy thì sao? Chúng ta có 2 quạt khá là dày ở đây, nhưng mỗi tội là 2 quạt hơi bé. Cùng với đó là hệ thống là 3 ống đồng tản nhiệt để giúp cho máy đạt hiệu năng cao nhất. Và đó bên trong của chiếc Dell G5 SE5505 này, anh em nghĩ sao về hệ thống này nhỉ? Thì có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và đó tất cả những gì bên trong của chiếc Dell G5 SE này nhé. Và đó tất cả những gì bên trong của chiếc Dell G5 SE phiên bản full cây của AMD. Thì chúng ta quay lại một chút về thiết kế bên ngoài đi. Ở phiên bản Dell G5 2020 sử dụng Intel thì mình không đánh giá quá cao. Thì chiếc Dell G5 ở đây thì cũng có một thiết kế tương tự như vậy, nhưng sẽ có một vài điểm khác biệt một chút là chiếc Dell G5 này thì vẫn được bên nguyên thiết kế từ Dell G3 và chỉ thay đổi một chút về khe gió tản nhiệt làm thì nó bệ vệ hơn, nhìn nó mạnh mẽ hơn thôi. Còn về mặt lưng thì chúng ta thì thấy là một mặt lưng với hai đường gân cũng với logo Dell đổi màu nhìn rất là đẹp. Về màu chiếc máy là cái điểm mà sẽ khác biệt nhất. Ở đây sẽ là phiên bản Supernova Silver, hay mình gọi là phiên bản màu bạc Supernova. Thì mình thấy là cái màu bạc này nó cũng không quá là cao cấp, nhìn nó hơi nhờ. Nói chung với cá nhân mình thì mình không thích cái màu sắc này quá, nhưng mà thôi, màu sắc và thiết kế mình sẽ để cho anh em tự đánh giá đâu là thiết kế đẹp và đâu là màu sắc và hợp với bản thân nhất. Về bên trong của máy thì mình không cuốn quá đi sâu nữa rồi, nó chả khác gì so với phiên bản Dell G5 phiên bản bình thường cả. LED chúng ta có LED đỏ, không phải LED RGB, đi khá là đồng đều với cả đội đỏ của AMD. Về màn hình thì cũng viền màn hình rất là mỏng, bản lề cũng là kiểu bản lề ở giữa đây. Nói chung là gập mở khá là thoải mái và anh em hoàn toàn có thể mở máy một tay rất là dễ dàng. Đấy, mình có thể mở máy một tay này, ngon đúng không? Ok, và đó là chiếc Dell G5 SE này về cái câu chuyện là thiết kế. Về hoàn thiện của máy thì mình sẽ phải nhắc lại một chút là ở phần mặt lưng thì có một cái lớp phủ nhũ, sơn nhũ đây, nhìn nó hơi bị cải lương một chút. Nói chung là với anh em thích đẹp thì mình nghĩ là thấy đẹp. Còn cái lớp phủ này nó như kiểu là bọc ni lông ở ngoài ấy, nó không để lại mối vân tay nhưng mà nó không tạo ra cảm giác nó quá là cao cấp trong tầm tiền. Thì ở bên trong máy cũng là một điểm mà mình nghĩ là khá là ngon, khi chúng ta có một mặt bề nhựa mịn ở đây, sờ rất là mịn tay, thoải mái. Quay lại một chút về màn hình, về bàn phím và về touchpad của máy. Màn hình của máy thì vẫn là IPS, độ phân giải là Full HD, tần số quét là 60Hz. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản tần số quét cao hơn nếu anh em chi ra một mức tiền cao hơn nữa. Về chất lượng hiển thị của tấm nền này thì là 64% sRGB, 48% Adobe RGB. Độ sáng của máy ở mức trung bình là 240 nits, tương phản là 1050:1 và delta E hơi cao một chút là 2.75. Nói chung đây là một màn hình đủ để anh em chơi game. Còn nếu anh em muốn làm đồ họa thì sẽ phải nâng cấp màn hình lên một chút nữa để có một phổ màu xuất sắc nhất. Về bàn phím và touchpad của máy thì nó vẫn tương tự như với cả Dell G5 hay Dell G3 bình thường chúng ta đã từng trải nghiệm. Thì hành trình khá là nông, gõ thì không được sâu, phản hồi phím thì cũng không quá là ấn tượng. Nhưng nói chung là nếu anh em đã làm quen dần thì chắc chắn là sẽ sử dụng được thôi. Chơi game thì mình nghĩ là sẽ cần một bàn phím có hành trình sâu hơn một chút nữa. Về touchpad của máy thì touchpad của máy là bề mặt nhựa mịn. Mình đánh giá khá cao với cái touchpad này, dùng rất là mịn, rất là sướng, tracking tốt, chính xác và thậm chí là cái bề mặt nó khá là lớn để anh em sử dụng. Nói chung đây là một touchpad ngon lành trong tầm tiền. Và với các cổng kết nối trên chiếc Dell G5 SE phiên bản 2020 này thì bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng nguồn, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng USB-A, cùng với đó là cổng jack RJ45 để anh em kết nối mạng. Cuối cùng là chúng ta sẽ có thêm là cổng DisplayPort như là USB-C nữa. Tổng kết trên chiếc máy này có thể xuất được 3 màn hình tối đa, cực kỳ là tiện lợi. Ở bên cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có thêm là một cổng của Kensington, hai cổng USB-A, một jack combo tai nghe 3.5, là một khe thẻ SD tiện lợi để anh em sử dụng. Anh em hoàn toàn có thể xuất hình tới 3 cổng, quá là ngon luôn. Và đó tất cả gì trên chiếc Dell G5 SE phiên bản 2020 này. Về loa của máy đi, thì loa của máy thì mình thấy là cái giải mid nó đẩy lên khá cao, thì nó giúp cho anh em nghe được tiếng chân hay là tiếng súng nghe đanh, nghe thét, nghe nó xịn. Nhưng mà nghe nhạc thì nó sẽ không tốt. Thì mình có nghe khoảng vài bài nhạc của EDM hay là nhạc thường thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với anh em là nghe nhạc có lời. Còn nhạc không lời thì chắc chắn là chiếc loa này không được tốt cho lắm. Tổng kết lại,
21 triệu chúng ta sở hữu một chiếc máy như nào? Đầu tiên đấy là một chiếc Dell G5 đến từ một thương hiệu lớn như Dell. Thứ hai, chúng ta một cấu hình cực kỳ mạnh và vô song trong tầm tiền. Với cấu hình tầm trung cùng cả đồ họa RX 5600M cùng với cả Ryzen 5 6x12 luồng cực kỳ mạnh mẽ. Và đó là tất cả những điểm mạnh của chiếc Dell G5 này. Ngoài ra về những yếu tố khác như là về thiết kế hay là về tản nhiệt của chiếc máy thì gần như không quá nhiều sự thay đổi so với chiếc Dell G5 phiên bản bình thường cả. Thì về tản nhiệt thì anh em sẽ phải tham khảo một chút về những phần mềm bên thứ ba để tối ưu nhất về nhiệt độ và về hiệu năng của máy nhé. Về những yếu tố khác nữa thì mình đã đánh giá trong video rồi thì anh em cũng có thể tham khảo được. Thì bên trong chiếc Dell G5 này có rất nhiều yếu tố hay ho. Thì tổng kết lại, chiếc Dell G5 này là một trong những chiếc laptop gaming trong phân khúc có cấu hình rất là ăn sổi và rất là đáng mua trong tầm tiền này. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Dell G5 này thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận nhé. Thì về link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo, đặc biệt là giá giảm giá AZ300. Vậy thì bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho mình để đánh giá, tiếp tục cho ra những sản phẩm mới hơn và những sản phẩm chi tiết hơn nhé.